Hôm nay, chúng ta cùng khám phá số phận con người qua đường trí tuệ. Đường trí tuệ cực kỳ quan trọng với mỗi cuộc đời. Trí tuệ kém thì không thể thành công và đừng mong thành đạt. Trên thực tế, đường trí tuệ dính liền với đường sinh mệnh, nhưng cũng có trường hợp đường trí tuệ không dính với đường sinh mệnh. Theo một nhà nghiên cứu, đường trí tuệ là hệ thống để quan sát tâm trí của mỗi con người, từ đó bắt nguồn khả năng tư tưởng, chiều sâu rộng của trí thông minh. Do đó, đường trí tuệ được xem như là một trong những đường chỉ tay chủ yếu của bàn tay. Bình thường, đường trí tuệ chạy theo chiều ngang của lòng bàn tay, ở giữa bàn tay, bên dưới các ngón tay. Nhận xét đường trí tuệ phải cẩn thận, tỉ mỉ, vì mỗi hình thức dù là nhỏ nhất của đường này cũng có một ý nghĩa, một giá trị không thể bỏ qua được. Khi quan sát đường trí tuệ, phải xem cả hai bàn tay trái và phải. Cá tính, bản năng và năng khiếu của mỗi con người có liên quan mật thiết đến yếu tố di truyền. Chịu sự chi phối của yếu tố này, bàn tay phải chỉ khả năng hoạt động thực tế của mỗi con người, bàn tay trái là tất cả những điều thiêng liêng đã có sẵn. Đó là trường hợp của những người thuận tay phải, đường trí tuệ rõ ràng, sâu đậm và có màu sắc hồng hào, là người có tính suy xét, tư tưởng trong sạch, trí nhớ dồi dào, giàu lòng nhân ái và ham hoạt động. Đường trí tuệ nông cạn là người thiếu tự tin, xét đoán nông cạn. Nếu đường trí tuệ mảnh như sợi chỉ thì nhẹ dạ, dễ tin người. Cũng cần nói đến sự liên quan giữa đường trí tuệ và đường sinh mệnh. Ví dụ, đường sinh mệnh cho thấy một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, thì lúc đó đường trí tuệ sẽ sút kém. Đường trí tuệ mà gãy là dấu hiệu xấu. Mỗi quãng gãy là một dấu hiệu của sự xáo trộn về tinh thần, mất quân bình về tâm tính, cũng có thể mất trí. Nếu ở cuối chỗ bị gãy hay bị cắt lại xuất hiện một chấm nhỏ hay một cục thịt nhô lên thì là sự rối loạn càng nhiều. Nếu chỗ bị gãy, bị cắt nằm trong một hình vuông hay hình chữ nhật nối liền với đường đôi song song với đường chính thì trường hợp này dù tình trạng bi đát vẫn có thể cứu vãn được. Đường trí tuệ bắt nguồn từ đường sinh mệnh thì người đó thiếu tự tin, nhút nhát, ươn hèn, không muốn giao thiệp, không lịch thiệp, kém hoạt bát, suốt đời không làm được việc gì có danh tiếng. Đường trí tuệ gần như chấm dứt ở khoảng giữa của đường sinh mệnh và từ ngón út chiếu thẳng xuống thì đó là người giàu kiến thức, độc lập, tự tin, tự trọng, cam đảm, không chịu sút kém người khác. Người này giàu tham vọng và có khả năng đạt được điều mình mong muốn. Nếu đường trí tuệ này sâu đậm, người đó sẽ thành công. Nếu đường trí tuệ không dính vào đường sinh mệnh mà khoảng cách với đường sinh mệnh rộng lại thêm chấm dứt ở chỗ gần ngón út chiếu thẳng xuống thì tính tình tự tin sẽ trở thành tính táo bạo. Đường trí tuệ thẳng phát nguồn gần ngón trỏ, chạy về phía ngón tay út. Người ấy nổi danh về kịch nghệ. Nếu đường trí tuệ như hai đường cong, một rẽ xuống phía dưới, một rẽ về phía trên, gần giống như chữ S, người này sẽ trở thành lực sĩ. Đường trí tuệ như cái chĩa, nghĩa là nơi chấm dứt sẽ làm hai hay nhiều nhánh, sẽ có những ý nghĩa khác nhau tùy theo kiểu bàn tay. Nếu là bàn tay dày và cứng, nhánh rẽ thứ nhất chạy thẳng, người ấy sẽ có nhiều ham muốn về mọi mặt. Nhánh rẽ thứ hai về gần ngón út, người đó sẽ khôn khéo, lịch duyệt, hiểu đời, biết cách cư xử. Nhánh thứ ba rẽ về rìa bàn tay dưới ngón tay cái, người đó có tiền của, giàu sang, hiển vinh. Nếu là người có bàn tay mềm yếu, người này thiếu hẳn những điều may mắn như trên mà trí trá, thiếu suy nghĩ. Đường trí tuệ rẽ đôi, người đó sẽ hưởng gia tài, của cải đến một cách bất ngờ.
Người lái đò bến Bính Hải Phòng thời Pháp thuộc có đường Trí Tuệ rẽ đôi. Một lần ông ta chở một ông quan người Pháp. Ông khách lóng ngóng rơi xuống sông. Ông lái đò nhảy xuống cứu được, nhớ ơn cứu mạng. Ông khách này mời ông lái đò về làm quản gia. Rồi ông người Pháp chết, vợ ông ta lấy người quản gia. Thế là ông lái đò trở nên giàu có. Đường Trí Tuệ chạy về phía cuối ngón thứ tư, người ấy làm giàu từ nghệ thuật. Đường Trí Tuệ chạy xuống rìa bàn tay, đối diện với ngón cái. Người này hay tin vào những điều mê tín dị đoan. Đường Trí Tuệ chạy thẳng lên gặp đường Tâm Huyết, ở dưới ngón thứ tư là người Yểu Tướng. Nếu gặp ở dưới ngón út sẽ chết đột ngột. Một nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người bị chết đột ngột do điện giật, xét đánh, tai nạn giao thông đều có đường trí tuệ dạng này. Đường trí tuệ quá ngắn là người thiếu thông minh hay thủ vặt, thiếu thận trọng, không giải quyết dứt khoát được việc gì. Đường trí tuệ ngắn và mở, người đó thường gặp chuyện không may, số kiếp bất hạnh. Đường trí tuệ ngắn và đậm là người thô lỗ, phản phúc. Đường trí tuệ chạy ngang cả bàn tay là người tự cao tự đại. Đường trí tuệ ngoằn ngoèo là người hay nản chí. Đường chỉ ngoằn ngoèo, màu sắc thay đổi là người đê tiện, gian xảo. Nếu đường chỉ có lút, lu mờ, người này hay gây gổ. Nếu đậm, có nút, người đó liều mạng. Mẫu bàn tay này nguy hiểm. Đường trí tuệ đứt làm nhiều đoạn, người này thường bị chứng đau óc. Nếu những đoạn này thật đậm, người đó có thể bị loạn thần kinh. Nếu đoạn cắt nằm ngay dưới ngón giữa thì cần phải đề phòng khi trèo cao, nhảy xa, có thể ngã gãy chân gãy tay. Đường trí tuệ đóng thật cao, gần sát với đường Tâm Huyết. Người này rất mực thước, có khả năng kìm hãm mọi ham muốn của chính mình. Trái lại, cũng có trường hợp này mà đường Tâm Huyết ở thấp, sát với đường trí tuệ. Người đó hành động hoàn toàn theo bản năng. Người này không đủ khả năng khắc phục nỗi ham muốn cũng như thèm khát của chính mình. Hy vọng những kiến thức trên có thể giúp bạn tự xem chỉ tay cho chính mình và những người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé!